Ở vùng quê Việt Nam, bồ kết từ lâu đã là người bạn thân thiết trong cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là đối với các bà, các mẹ, các chị. Thức quả này không chỉ được biết đến là loại dầu gội thiên nhiên tuyệt vời cho những mái tóc, mà còn là nhiều tác dụng hữu ích khác đối với sức khỏe mà có thể bạn chưa biết đến hết. Vậy kính mời quý vị khán giả cùng đón xem chương trình ngày hôm nay và tìm hiểu xem loại quả mọc phổ thông ở đồng quê Việt Nam này còn chứa đựng những công dụng hữu hiệu gì khác nhé. Xin mời theo dõi. Đặc tính của bồ kết. Theo đông y, bồ kết vị cay mặn, tính hơi ôn, có độc, vào hai kinh phế đại tràng, có tác dụng thông khiếu, tiêu đờm, sát trùng, làm cho hắt hơi, dùng chữa chứng phong, cấm khẩu, tiêu thục, đờm xuyễn, sáng mắt, ích tinh. Trong y học hiện đại, trong bồ kết có chứa hỗn hợp flavonoid và saponaretin, có hoạt tính chống siêu vi trùng, kích thích quá trình mọc tóc, trị rụng tóc, đồng thời chất này còn có tác dụng giảm đau hiệu quả. Tác dụng của bồ kết. Thứ nhất, điều trị viêm xoang. Trị viêm xoang bằng bồ kết là một trong những phương pháp hiệu quả trong y học cổ truyền, giúp nhanh chóng xua tan những cơn ngạt tắc hay chảy nước mũi, đau nhức vùng mặt. Theo y học cổ truyền, phần gai bồ kết có tính ấm, vị cay nhẹ và không có mùi, khả năng thải độc và sát trùng rất cao. Vì vậy, chúng thường được dùng để kháng khuẩn khi dịch nhầy tích tụ làm cho lớp niêm mạc xoang bị viêm. Cùng với đó, quả bồ kết có vị mặn, tính ôn, giúp diệt khuẩn, tiêu thũng, làm giảm các triệu chứng ngạt mũi, tắc mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ngủ không yên giấc. Không những thế, dịch tiết ra từ gai bồ kết còn chứa chất saponin có tác dụng tiêu đờm hiệu quả. Chính nhờ những đặc tính trên mà các bài thuốc trị viêm xoang bằng bồ kết trở nên vô cùng hiệu quả và được sử dụng thường xuyên trong y học cổ truyền. Phương pháp chữa trị viêm xoang bằng bồ kết như sau. Thứ nhất, dùng quả của cây bồ kết. Đối với phương pháp này, bạn có 2 cách để sử dụng. Cách đầu tiên, bồ kết khô sử dụng một quả có thể để nguyên hoặc giã nhỏ, sau đó đốt cháy quả bồ kết để tạo khói và đưa lại gần mũi để hít lấy khói và xông mũi. Tùy theo tình trạng bệnh của mỗi người mà có thể thực hiện từ 3 đến 4 lần trên một ngày, mỗi lần xông khoảng 5 phút. Trong trường hợp bị viêm xoang nhẹ, có thể thấy hiệu quả tích cực nhất trong vòng 10 ngày. Những người viêm xoang nặng hơn thì cần kiên trì thực hiện thêm với thời gian lâu hơn. Phương pháp xông mũi bằng quả bồ kết có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm và làm thống mũi, từ đó giúp người bệnh dễ thở và sảng khoái hơn. Cách thứ hai, bạn đem vài quả bồ kết đun sôi rồi dùng khăn trùm kín người để xông hơi bằng nước này. Khi đó, toàn thân sẽ cảm thấy thư thái và xoang mũi cũng hết bị nghẹt. Phương pháp thứ hai, sử dụng gai của cây bồ kết. Đối với phương pháp này, bạn cũng sẽ có 2 cách để thực hiện. Cách thứ nhất, gai bồ kết phơi khô, đem nướng rồi tán mịn thành bột. Mỗi ngày lấy một ít bột gai bồ kết, hít hoặc thổi vào lỗ mũi. Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy hơi sót do tác dụng kháng khuẩn của gai bồ kết, nhưng nó sẽ nhanh chóng đi qua. Cách thứ hai, bạn chuẩn bị 10g gai bồ kết khô, 10g thạch xương bồ, 10g rễ hoa kinh giới đem tán thành bột mịn. Tiếp đó, gói vào một miếng vải sạch mỏng và nhét vào một bên mũi bị nghẹt cho đến khi cảm giác nghẹt mũi không còn nữa. Lưu ý, cách trị viêm xoang bằng bồ kết chỉ có thể làm thuyên giảm các triệu chứng nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi do lỗ thông xoang bị bít tắc, tắc nghẽn, không có tác dụng trị bệnh triệt để, nhất là đối với những trường hợp bệnh vừa và nặng. Trong quá trình dùng bồ kết chữa viêm xoang, bạn cần áp dụng các biện pháp để bảo vệ xoang mũi như đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, giữ ấm cơ thể, nhất là khi thời tiết thay đổi, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, nâng cao khả năng chống chọi với bệnh tật. Thứ hai, điều trị bệnh trĩ. Trong dân gian lưu truyền cách dùng bồ kết để điều trị bệnh trĩ theo 3 cách sau đây. Cách thứ nhất, bài thuốc uống chữa bệnh trĩ. Để điều trị căn bệnh này, bạn có thể áp dụng theo công thức sau. Chuẩn bị 5 quả bồ kết mang đi rửa sạch để ráo nước, sau đó tẩm với sữa rồi nướng giòn. Tán mịn
hòa cùng với mật ong, đường đặc cho thật dẻo rồi vo lại thành viên nhỏ như hạt đậu. Mỗi ngày bạn dùng 20 viên để uống, uống trước khi ăn cơm khoảng 30 phút để bài thuốc phát huy tác dụng tối đa. Thực hiện đều đặn mỗi ngày để thấy hiệu quả điều trị của phương pháp. Cách thứ hai, bài thuốc ngâm rửa từ quả bồ kết. Ngoài bài thuốc điều trị uống bên trong, bạn còn có thể dùng quả bồ kết chữa bệnh trĩ theo cách ngâm rửa bên ngoài. Thực hiện theo cách sau. Chuẩn bị 15 quả bồ kết, cho vào nồi đun kỹ rồi đổ ra chậu để nước nguội bớt. Dùng nước này ngâm rửa hậu môn. Bạn nên chú ý thử nhiệt độ trước khi áp dụng, tránh tình trạng nước nóng quá hoặc nguội quá sẽ làm giảm tác dụng của bài thuốc. Ngâm nước bồ kết cho đến khi nước nguội hẳn thì dừng lại và dùng khăn sạch mềm để lau khô hậu môn. Nếu trường hợp búi trĩ của bạn đã lòi ra bên ngoài thì sau khi ngâm rửa bằng bồ kết, bạn hãy dùng tay đẩy nó vào trong và dùng băng gạc sạch để băng lại. Bạn có thể áp dụng cách ngâm nước bồ kết này với cách dùng thuốc viên bồ kết ở bên trên để điều trị bệnh trĩ mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, để tăng thêm hiệu quả điều trị, bạn cũng có thể sử dụng bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng bồ kết kết hợp với các thảo dược quý giá khác. Thứ ba, bài thuốc kết hợp bồ kết, quả cau, hạt gấc và lá trầu không. Nguyên liệu bao gồm 7 lá trầu không, 7 hạt gấc, 1 quả cau và 7 quả bồ kết. Bạn thực hiện như sau. Mang tất cả các nguyên liệu trên đi rửa sạch, sau đó cho vào cối giã nát với một vài hạt muối. Tiếp đến, các bạn cho nguyên liệu trên vào nồi, đun nóng, nhỏ lửa trong khoảng 5 phút. Dùng nước này để xông hơi hậu môn, mỗi ngày thực hiện 2 lần. Chỉ sau 3 ngày áp dụng phương pháp theo đúng hướng dẫn trên, người bệnh sẽ thấy bớt khó chịu hẳn đi và sau khoảng 1 tuần, bệnh sẽ khởi sắc và dần khỏi. Bồ kết có tính ấm, hạt gấc hơi đắng có khả năng tiêu viêm, quả cau có vị cay, có thể sát trùng rất tốt. Còn trầu không thì chính là thần dược của các loại bệnh về phụ khoa hay hậu môn. Do đó, sự kết hợp trên chính là một bài thuốc giúp kháng viêm, kháng khuẩn và làm nhanh lành vết thương do bệnh trĩ mang lại. Ngoài ra, bài thuốc còn chữa các chứng viêm nhiễm, phù nề rất hiệu quả. Tác dụng thứ 3, quả bồ kết thông khiếu, khứ đờm. Bồ kết có tác dụng tiêu đờm, thông khiếu, ngoài ra còn giúp nhuận tràng. Gai bồ kết được gọi là tạo giác thích, tính ôn, vị cay, có tác dụng trừ phong, sát trùng, giải độc, làm vỡ mụn nhọt. Liều dùng, các bạn dùng mỗi ngày khoảng từ 2 đến 6 gram, nên chế thành thuốc hoàn hoặc thuốc bột. Và sau đây là một số bài thuốc trị bệnh từ quả bồ kết. Thứ nhất, trừ đờm, chữa ho. Bài 1, hoàn bồ kết. Sử dụng quả bồ kết với một lượng vừa đủ, nghiền thành bột mịn, luyện với mật ong để làm hoàn. Mỗi lần uống 4 gram với nước sắc đại táo, hoặc bồ kết nung thành than, nghiền thành bột, mỗi lần uống 2 gram, ngày uống 1 lần với nước đun sôi còn ấm để trị các chứng do đờm ướt tác động, tức ngực, ho, hen suyễn hoặc luôn ho ra đờm rãi. Bài thứ 2. Các nguyên liệu bao gồm 1 gram bồ kết, 1 gram quế chi, 4 gram đại táo, 2 gram cam thảo, 1 gram sinh hương. Các vị sắc lấy 200ml chia uống làm 3 lần trong ngày để điều trị hen suyễn, ho nhiều đờm, khò khè. Thứ hai là thông khiếu, khai thông chỗ bế tắc. Bồ kết có thể trị trúng phong, cấm khẩu, động kinh, đờm kéo tắc, họng sưng đau, sữa không thông, nhau thai không ra, bí đại tiểu tiện hoặc chết đuối hấp hối. Cách sử dụng như sau. Bài 1. Thuốc bột thông khiếu. Nguyên liệu bao gồm bồ kết, tế tân, bán hạ, bạc hà, hùng hoàng, liều lượng bằng nhau. Các vị nghiền bột mịn hoặc bồ kết, bạc hà, liều lượng bằng nhau, nghiền thành bột mịn và thổi vào mũi cho hắt hơi. Những bài thuốc này có tác dụng chữa trúng phong, cảm gió, cấm khẩu, hôn mê không tỉnh. Bài thứ 2. Nguyên liệu bao gồm 10 gram gai bồ kết, 10 gram thạch xương bồ, 5 gram rễ kinh giới, tán thành bột mịn, gói vào miếng vải mỏng, nhét vào lỗ mũi.
Bài thuốc này có tác dụng làm thông tắc mũi. Bài thứ 3. Các nguyên liệu gồm bồ kết, phèn chua liều lượng bằng nhau. Các vị nghiền bột, hòa với nước ấm, đổ vào mồm cho thổ ra. Đối với bài thuốc này sẽ có tác dụng chữa trúng phong, hai hàm răng khép chặt. Bài thuốc thứ 4. Thuốc bột bồ kết. Sử dụng một quả bồ kết to, sao xém tồn tính, nghiền thành bột. Mỗi lần uống 4 gram, ngày uống 1 lần với nước cơm. Bài thuốc này giúp chữa đại tiện không thông. Và bài thuốc thứ 5, truy phong hoàn. Nguyên liệu dùng cho bài thuốc này bao gồm hà thủ ô, kinh giới tuệ, thương chuẩn, khổ sâm, mỗi vị 16 gram, kết hợp với 32 gram tạo giác tử. Tạo giác nấu lấy nước, các vị khác tán bột mịn làm hoàn, ngày uống 3 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 gram với rượu hoặc nước chè, tùy vào tuổi tác và thể trạng. Bài thuốc này giúp trị bạch biến, tử điến. Hiện nay thì có rất nhiều loại dầu gội, dầu xả được sản xuất từ các sản phẩm hóa chất để chăm sóc mái tóc. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm này lâu dài sẽ khiến cho tóc của bạn yếu đi và gây ra rụng tóc nhiều. Từ xa xưa thì người ta đã sử dụng bồ kết như một loại thảo dược tốt để giúp làm sạch tóc, mượt tóc, trị gầu, trị nấm da đầu và hạn chế sử dụng tóc. Và cho tới ngày nay thì dùng quả bồ kết nguyên chất để gội đầu vẫn rất được ưa chuộng và sử dụng ở khắp các miền trên đất nước ta để chăm sóc mái tóc hiệu quả. Dùng bồ kết gội đầu giúp tóc óng mượt, sạch gầu, giảm rụng tóc. Quả bồ kết có chứa đến 10% saponin. Đây là loại chất màu vàng và có khả năng tạo bọt cùng công dụng tẩy sạch, kháng viêm. Vì vậy, bồ kết có thể giúp bạn chống lại tình trạng gầu, nấm da đầu, giảm tóc gãy rụng. Và bên cạnh đó còn giúp kích thích tóc mọc nhanh, đen và mượt mà hơn. Cách sử dụng bồ kết gội đầu khá đơn giản. Bạn chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là đã có loại nước gội đầu bằng nguyên liệu tự nhiên, không chỉ rẻ tiền mà còn an toàn và rất tốt cho mái tóc. Thay vì sử dụng các loại dầu gội đầy hóa chất, bạn có thể thư giãn mái tóc của mình bằng cách gội đầu bằng bồ kết. Cách gội đầu bằng bồ kết cho mái tóc mượt mà được thực hiện như sau. Thứ nhất, chọn và phơi bồ kết. Để phát huy hết công dụng của bồ kết, bạn nên chọn những trái bồ kết đã chín, già, có màu nâu sậm. Bồ kết trước khi sử dụng nên phơi qua nắng để đảm bảo thành phần saponin được tích lại nhiều hơn, giúp cho việc nướng được dễ dàng, dậy mùi thơm hơn khi nướng. Thứ hai, nướng bồ kết. Để bồ kết phát huy hết công dụng, bạn cần nướng qua để có mùi thơm cũng như tạo ra chất nhựa giúp chăm sóc cho tóc hiệu quả. Để giữ được độ tự nhiên tốt nhất của bồ kết, bạn nên nướng trên bếp than hồng. Để nướng dễ dàng, bạn có thể kẹp quả bồ kết vào vỉ nướng thịt để nướng. Nướng trên lửa nhỏ, khi thấy có mùi thơm ngào ngạt, quả bồ kết hơi chuyển màu vàng là được. Bồ kết sau khi nướng xong, bạn để nguội, bẻ nhỏ và cho vào hộp sạch để dùng dần. Bồ kết nướng cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Thứ ba, nấu nước bồ kết gội đầu. Bạn có thể chuẩn bị sẵn một túi vải sạch có dây rút để nấu nước bồ kết. Sau đó, cho bồ kết đã nướng vào túi rút này, rút chặt dây lại và cho vào nồi đun nước, đun trên lửa lớn. Lượng bồ kết sử dụng sẽ phụ thuộc vào mức độ dày, mỏng của tóc. Bạn nên đun với một lượng nước vừa đủ bởi vì bồ kết được pha thêm với nước sạch để gội đầu. Đun tới khi nồi nước bồ kết sôi đều, nước chuyển màu nâu đậm, có chút bọt vàng là dùng được. Nấu bồ kết chung với các loại vỏ bưởi, vỏ cam, xả. Bạn có thể nấu bồ kết chung với các nguyên liệu khác như vỏ bưởi, vỏ cam, xả để tăng hiệu quả và mang lại mùi thơm trên tóc. Sử dụng cách này giúp tăng hiệu quả mượt tóc và chống rụng tóc. Những nguyên liệu bổ sung bạn cho vào nồi nước bồ kết khoảng 5 phút trước khi tắt bếp. Không nên đun quá lâu vì các tinh dầu sẽ bốc hơi hết. Trước khi cho vào nồi nước bồ kết, bạn cần bóp nhẹ hoặc vò nát vỏ chanh, vỏ bưởi cho tinh dầu. Với hoa tươi, bạn chỉ cần bóp nhẹ tay cho mùi tỏa ra là được. Thứ tư, tiến hành gội đầu. Bỏ túi bã bồ kết ra khỏi nồi nước,
Sau đó, đổ nước bồ kết vào trong chậu để chế thêm chút nước lạnh cho đủ lượng gội đầu. Bạn nhớ vắt kỹ túi đựng bồ kết cho ra hết tinh dầu. Gội đầu, xối nước bồ kết lên tóc, vừa mát xa nhẹ nhàng da đầu và tóc trong khoảng từ 3 đến 5 phút sao cho các tinh chất có thể thẩm thấu đều. Bạn tiến hành lặp đi lặp lại các động tác cho đến khi hết lượng nước bồ kết là được. Xả lại tóc bằng nước sạch. Có thể hòa thêm chút nước cốt chanh vào nước xả để tóc càng bóng khỏe hơn. Gội đầu bằng bồ kết tuy rất mượt tóc nhưng lại không có hương thơm, vậy nên đầu bạn dễ bị mùi hôi khó chịu khi vận động nhiều. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên kết hợp nước bồ kết với các loại vỏ chanh, vỏ bưởi để tạo hương thơm dễ chịu. Thứ 5. Mẹo nhỏ khi dùng dầu gội bồ kết. Để đỡ mất thời gian, các bạn nên mua từ 0,5 đến 1kg bồ kết tùy thuộc vào gia đình có nhiều hay ít người sử dụng. Dùng chảo, rang bồ kết lên cho thơm rồi xay mịn, bỏ vào lọ dùng dần. Mỗi lần dùng, bạn chỉ cần lấy ra một lượng vừa đủ cho vào túi vải để nấu. Cách này rất nhanh, tiện lợi, tiết kiệm và lại an toàn. Những lưu ý khi dùng quả bồ kết. Thứ nhất, cẩn trọng khi sử dụng để tránh bị ngộ độc bồ kết. Bồ kết là dược liệu dân gian phổ biến, dân gian thường dùng đốt để đuổi hàn tà, làm sạch không khí, sưởi ấm nhà vào mùa đông. Tuy nhiên, bồ kết có tính độc, không biết cách sử dụng có thể gây ra những nguy hiểm rất đáng tiếc. Người bị trúng độc bồ kết có các triệu chứng ngộ độc bao gồm tức ngực, nóng rát ở cổ, nôn ói, sau đó là tiêu chảy, tiêu ra nước có bọt, đau đầu, mệt mỏi, chân tay rã rời. Trong cây bồ kết, cả quả và hạt, lá, vỏ đều có tính độc, nhưng tính độc chỉ cao khi dùng làm thuốc uống, còn nếu chỉ sử dụng ngoài da thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai, những đối tượng không được sử dụng bồ kết. Phụ nữ đang mang thai tuyệt đối không được dùng bồ kết, bởi vì trong bồ kết có chứa chất tẩy rửa, tính axit nhẹ, gây hưng phấn của tử cung, dễ sinh non, sẩy thai và ảnh hưởng không tốt tới thai nhi, dễ bị sinh con dị tật. Những người có tỳ vị yếu cũng không nên dùng bồ kết bởi vì sẽ làm chướng bụng, tức bụng, bụng thường kêu óc ách, ăn uống khó tiêu, rối loạn tiêu hóa và gây mất ngủ. Những người mắc bệnh về đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, tá tràng cũng không nên dùng bồ kết sẽ làm cho bệnh nặng thêm, bởi vì trong hạt bồ kết có chất kích thích tẩy rửa. Ở các vùng nông thôn miền núi thường đốt lửa sưởi ấm trong nhà rồi rắc muối vào bồ kết để thơm phòng, thông xoang mũi, trị cảm. Những người đang đói không nên dùng bồ kết bởi vì có thể gây ngộ độc và say bồ kết. Đặc biệt, những người có sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ có thể dẫn đến các triệu chứng mệt mỏi và bị ngộ độc thực phẩm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy theo dõi chương trình và đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của Sống An Lạc đến bạn bè, người thân để cùng nhau có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn nhé. Mọi thắc mắc và những ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi